Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phóng sinh hay sát sinh. Báo VOA ngày 1 tháng 9 có đăng tải bài viết của tác giả Trần Văn trong chuyên mục Thiên Hạ Luận của báo này. Theo đó, tác giả bình luận về chủ đề phóng sinh, một chủ đề nóng trên mạng xã hội trong những ngày qua. Hình ảnh bài viết trên VOA. Tác giả đã thu thập ý kiến từ báo chí và người dùng mạng xã hội như sau. Tác giả Nguyễn Hồng Lam nói rằng đây chỉ là một thực hành của chủ nghĩa nhân đạo mang rợ, nó không phải là sự giải thoát mà là một tội ác, một hành vi tận diệt. Nó thể hiện sự vô tri, mông muội của cả chúng sinh lẫn kẻ khóa áo tu hành, nhưng lòng còn đầy ngã mạn. Được đem ra thực hành công khai, nó trở thành phương tiện lừa bịp đức tin. Chỉ có con người mới cần được phóng sinh tâm hồn ra khỏi đầm lầy dốt nát, tâm tối và tàn ác. Chim trời vốn không cần uống nước đóng chai cá ốc không quen hương khói muôn loại không cần thứ tự do sau khi đã bị đánh bẫy bị bắt trói đừng mang tính ngưỡng ra đọa chúng sinh trong u mê và tàn sát sinh linh thêm nữa ông trường nhân tuấn thì bình luận trước đạo pháp hành vi phóng sinh của các chùa quốc doanh trở thành một tội ác trước thiên nhiên chuyện phóng sinh kiểu chùa việt nam là hành vi tàn phá môi sinh làm đảo lộn tuần hoàn của hệ sinh thái địa cầu suy nghĩ sâu xa chuyện tệ hại nào chưa xảy ra trên đất nước này có một điểm đáng lưu ý là trong số những người phản đối phóng sinh có rất nhiều người am tường tinh thần giáo lý đạo phật và cũng vì vậy mà họ chỉ trích kịch liệt hoạt động phóng sinh ngày càng trở nên kỳ quái như đã biết và đang thấy thái hạo nêu ra một nghịch lý khác rất đáng ngẫm nghĩ phóng sinh tôm cua cá ốc chim cò làm gì khi thấy đồng loại bị bắt bớ đánh đập bỏ tù oan hàng chục năm trời mà không hé răng nói lấy một lời phóng sinh làm cái gì khi thấy cái ác và sự bất công tràn ngập mà không hó hé nửa câu đó là sự vô cảm độc ác và là hiện thân của thói đạo đức giả mà thôi tương tự trịnh khảo nguyên tâm tình phần đông người ta lo giải oan theo nghi thức tâm linh cúng kính lập đàn tràng cho cõi âm cho người đã chết để những vong hồn âm hồn ấy thoát khỏi những hình phạt rất rùng rợn dưới âm phủ và được siêu ít người nghĩ đến chuyện giải oan cho cõi dương cho người còn đang sống cùng tham gia thảo luận về phóng sinh thuộc quyền đề nghị phóng sinh là hành động mang lại sự sống cho chúng sinh đang bị đe dọa đến tính mạng có nghĩa là giải thoát những sinh vật đang bị giam hãm trong lòng chậu nhà giam đang bị tra tấn đánh đập hoặc sắp bị giết Hình ảnh lễ phóng sinh Lễ phóng sinh hoành tráng là một lễ được tổ chức thông minh, có ý nghĩa thuyết phục và rộng lớn để mọi người, dù là Phật tử hay không, đều nhìn thấy ý nghĩa và cùng tham dự. Ví dụ các vị tôn đức, các đoàn thể Phật tử có thể lập ra những chương trình học hỏi về dinh dưỡng để khuyến khích cả nước giảm tiêu thụ thịt, thay thế bằng rau củ quả bổ dưỡng, cũng từ góc độ một Phật tử thuộc quyền đề nghị lễ phóng sinh phải là buổi lễ mà gần trăm triệu người Việt nghĩ tới những tử tù đồng loạt ký thỉnh nguyện thư, yêu cầu chính phủ cần theo đà tiến hóa của nhân loại, bãi bỏ án tử hình. Phật giáo Việt Nam sẽ là ngọn đuốc sáng cho thế giới nếu Phật tử Việt Nam nhìn nhận thấy những giáo nghĩa bục dậy như những pháp môn, hướng dẫn thực tập để làm phát khởi tuệ giác và từ bi, mà không phải là những chân lý để thờ phụng và bảo vệ nhất là bảo vệ bằng những phương tiện bạo động đáng lưu ý chính quyền địa phương như thừa thiên huế gửi công văn cho ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam ở tỉnh này đề nghị không cho phép người khác vào khuôn viên của chùa để bán chim phóng sinh vì việc săn bắt chim hoang dã phục vụ cho phóng sinh sẽ tận diệt các loài ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh thái tự nhiên và vi phạm quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin phóng sinh hay sát sinh. Sầu riêng Việt Nam bị quốc tế cảnh báo kém chất lượng. Báo Thanh Niên đưa tin ngày 2 tháng 9, sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Quốc liên tục bị phản ánh về chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao đã có khoảng 200 container sầu riêng bị phía Trung Quốc trả lại. Việc này đang khiến loại trái cây xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam bị giảm uy tín, nguy cơ khó giữ được thị trường xuất khẩu bền vững. Hình ảnh báo Thanh niên đưa tin. Ngày 2 tháng 9, bà Đinh Anh Minh, giám đốc công ty IK địa chỉ tại thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, nói với báo Thanh niên rằng đầu tháng 8, công ty bà mua hai kiện hàng với 13 quả sầu riêng tươi nhập khẩu từ Việt Nam đưa về cửa hàng bán lẻ. Trong số đó chỉ có một quả sầu riêng chín, hai quả bị sượng hoàn toàn, hai quả bị non không thể chín, số còn lại thì bị nước vỏ, cơm bị chua, khiến công ty bà chỉ thu hồi được 20% vốn. Có nhiều năm nhập khẩu trái cây Việt Nam phân phối ở thị trường Nhật Bản, bà Lê Thị Kiều Anh, giám đốc công ty Apple LCC, có văn phòng đặt tại Tokyo, Nhật Bản, cũng dính một lô hàng sầu riêng non, khiến doanh nghiệp bị lỗ nặng, mất khách. Theo bà Oanh, lô hàng 2,1 tấn sầu riêng nhập khẩu Việt Nam giá 210.000 đồng một ký. Khi đến Nhật Bản, toàn bộ hàng được phân phối cho cửa hàng bán lẻ đã đặt trước. Sau vài ngày giao hàng, đối tác tới tóc gọi điện thoại, phản ánh sầu riêng không chín, quả chín thì cơm sống sượng không ngọt có mùi chua. Sau đó, doanh nghiệp phải thu hồi toàn bộ sầu riêng mang về kiểm tra thì có 70% bị thối hỏng, chỉ riêng lô hàng này chúng tôi đã bị lỗ 300 triệu đồng. Sau rất nhiều lần thương lượng, đối tác Việt Nam chấp nhận chia sẻ 50% tiền lỗ. Nhưng thiệt hại lớn nhất chính là mất đi niềm tin, uy tín đối với đối tác. Người tiêu dùng ở Nhật Bản, bà Anh nói, tại tọa đàm tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam diễn ra ngày 29 tháng 8 ở Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam phản ánh, hàng chúng tôi xuất khẩu sang nước ngoài vẫn bị trả về vì dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng không đảm bảo, đã có khoảng 200 container sầu riêng bị phía Trung Quốc trả lại. Phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tình trạng vi phạm thực hiện mã số vùng trồng. Những việc này gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp Việt Nam. Hình ảnh sầu riêng Việt Nam trong siêu thị ông bình cũng lưu ý một số nước như hàn quốc thông báo nếu vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm thì cấm vĩnh viễn luôn chứ không phải là đóng cửa tạm thời để khắc phục mong doanh nghiệp của việt nam phải xác định rõ ràng là mình làm thật làm trung thực tuân thủ chặt chẽ quy định của thị trường nước ngoài thì mới tồn tại và phát triển được Bà Ngô Tường Vi, tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, tỉnh Bến Tre cho biết vấn đề lớn nhất của ngành hàng sầu riêng Việt Nam hiện nay là chưa có bất cứ quy định nào về kiểm soát chất lượng. Trong khi nhìn sang Thái Lan, nông dân được tập huấn hướng dẫn rất kỹ về quy trình canh tác. Từ khi cây ra hoa, xả nhụy đã phải ghi chép, buộc dây, đánh dấu. Khi đủ ngày thì phải cắt ra kiểm tra, nếu chất lượng đảm bảo thì mới được phép cắt bán. Chính vì các quản lý này nên sầu riêng của Thái Lan có chất lượng đồng nhất. Liên quan đến phản ánh này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung cho biết Bộ cũng nhận được phản ánh từ các doanh nghiệp xuất khẩu về tình trạng sầu riêng bị cắt non, chất lượng không đảm bảo, sang đến thị trường nhập khẩu thì bị thối hỏng, phải đổ bỏ. Dù số lượng các lô hàng này không nhiều, nhưng tác động rất tiêu cực đến uy tín hình ảnh sầu riêng Việt Nam. Giá trị xuất khẩu rất lớn, đầu ra tiêu thụ tương đối ổn định nên vấn đề lớn nhất của ngành hàng sầu riêng là phải giữ được thị trường xuất khẩu ổn định, bền vững và xác định phải cạnh tranh với các nước bằng chất lượng chứ không phải số lượng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận thức rõ những vấn đề của ngành sầu riêng và yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng các quy trình canh tác, tiêu chuẩn thu hoạch sầu riêng phải đáp ứng yêu cầu về kích cỡ, màu sắc, chất lượng ra sao, chứ không phải kiểu thu hoạch một dao, non hay già đều cắt hết sẽ tổn hại đến uy tín thương hiệu sầu riêng Việt Nam ở các thị trường xuất khẩu ông Trung nói quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin sầu riêng Việt Nam bị quốc tế cảnh báo kém chất lượng quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d